Bây giờ đi đâu nói luôn đi chứ để người ta biết chứ. Hả cậu Hà? Bây giờ đang trên đường mình đi ra đâu chứ? Bây giờ mình đi chút mình có ghé ăn bánh canh không? Cái này nó dễ. Có. Bánh canh là chỗ ok nhất. Bánh canh càng về mới sợ. Rồi xong bánh canh Long Sơn đi đâu nữa? Xong rồi mình đi Long Điền Sơn á hả? Long Điền Sơn Đinh Đinh hả? Đâu Long Sơn hả? Long Sơn ngược đường. Ngược đường. Nếu vừa ăn bánh canh trước á thì. Bây giờ chuyến đây của mình rồi, mình ghé mình ăn bánh canh trước. Rồi. Ai có tiền ăn không có tiền ngồi xe. Ôi. Xong ăn xong á là mình sẽ đi ra là Long Hải Long Điền. Long Hải. Nhà tài trợ đúng không? Rồi tối thì sao? Tối thì về nhà ngủ hả? Ai ngủ nhà đó hả? Got to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Rather than stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you. Here with you. Đây em đang kế hoạch sao đây? Kế hoạch là hôm nay đưa má Mi đi thăm con trai rượu của bà. Con trai rượu là con trai cầu, con trai khẩn. Con trai cầu dữ lắm mới ra. Cầu dữ lắm. Bây giờ là bà sẽ lên bà giúp mình thăm nó. Thăm nó mà giờ bà nằm đó giật giữa 5 giờ sáng đã dậy rồi. Ăn một tô cơm chiên. Không dám uống nước lên xe sợ mắc đái. Có phải không vậy mà ngoại? Ai biết đâu tụi bay mệt quá. Ngoại 5 giờ vậy không? Tại sao mà ngoại đi mà bà ngoại bỏ ngoại ở nhà? Mọi người đang thắc mắc. Rồi vậy nói coi. Không giờ không lên công qua đi, ông đi mày. Ông đi, ông chịu đi. Bữa giờ uống sâm nhiều lắm rồi, nhảy dây được rồi mà. Ông nhảy dây, ông uống sâm cái tao cũng uống sâm đâu. Ở đây, hôm nay có đem một bình sâm cho bà ngoại nha. Chút nữa lên dãnh là ngâm uống cho hết bình đó nha. Ngâm uống hết bình đó về. Rồi, mua sẵn bình rồi đó. Cái quả ngoài qua đây. Đâu
kêu là bà ngoại đi thứ bảy tuần sau ngoại mới về. Ờ à, đó được á, đi thứ bảy tuần sau mới về đúng không? Đi ở chân tầng luôn. Phải không? Đi lên đó ở với con trai đi rồi về, cuối tuần gái trở về. Con dâu trở về. Dâu lấy hát trở về. Ồ, ngồi giữa hai đứa cháu nha. Đi ngang đây chứ không. Wow, chùa là quẹo vô khu công nghiệp Gòi Dầu. Ờ bây giờ là mình đi chùa nào vậy anh? Chùa Uống Rêu á. Chùa Uống Rêu không? Dạ. Ok. À, có nghe thấy. Nó cũng đông nè. Không, chùa này rộng lắm. Rồi chút cũng ghé ghé lên kia lên chỗ chút nha. Đi vắng là chạy đuối trong đường. Cảm ơn cha, đúng rồi, chạy gần gần giúp em anh cho bà già đúng rồi, cho nó khỏe. Bán á. Chào chùa làm bán á. Chào. Ở chút mua hũ treo. Chưa biết. Dạ. Yeah. Đã không? Cũng được, nhưng mà cái này không có thịt thì tôi ăn. Được không anh? Được mà, ăn ngon mà. Ngon phải không? Có gì vậy? À, đồ hủ mì căn. Ờ, à, đồ hủ mì căn. Ừ, nhưng mà ăn nhưng được chay thôi. Nhưng mà ăn y chang là ngoài đúng không? Đúng rồi, chay người ta bán bình thường. Quá đã luôn. Rồi, chút nữa em sẽ làm thử một tô. Giờ làm tô đặc biệt ha. À, mấy tô? Hả? Mấy tô? Anh tô thôi đang nhận mấy tô mày. Tô rồi phải không? Rồi ok đi đặt nè. Đâu, ở chùa nhanh đó. Chùa Uống Rêu, ăn Uống Rêu. Quá đã luôn. À, người đẹp đi ăn Uống Rêu chay. Bắt đầu hủ
Rồi ra. Hello. Nhà mình đang có mặt ở đây là gọi là chùa, tên được gọi là chùa Bún Riêu. Nhà mình mới dùng xong bún riêu đây, thật là tuyệt vời. Bà ngoại hai tô rồi đó. Bà ngoại hai tô. Hai tô à? Hai tô gì mà em mệt. Chứ mấy tô? Tô anh nhỏ.